mình đi tiếp với phù âm số 21 đó là âm um, um, đây là một âm hữu thanh đầu tiên mình giữ miệng hơi mở và răng cũng mở hai mép lưỡi nhẹ nhàng ép vào hai hàm răng trên phần còn lại của lưỡi mình thả lỏng không cứng và kéo nhẹ bùng dưới và kéo cuống lưỡi vào bên trong của hàm trên cảm nhận sự rung động của âm thanh ở vùng mũi và cổ họng, đặc biệt là khi cuộn lưỡi di chuyển vào bên trong mm, 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 drink drink sing sing hang hang long long young 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 vậy thì cái lưu ý khi luyện tập âm ng là gì đó là điều đầu tiên mình cần phân biệt cái âm ư ở trong tiếng Anh và âm ngờ ở trong tiếng Việt. Âm ư ở trong tiếng Anh đó là một phù âm mũi. Nó là một âm hữu thanh. Nó thường xuất hiện ở cuối từ hoặc ở trước cái phù âm. Để phát âm âm ư thì đầu lưỡi nó được đẩy lên phía sau vào miệng và nó gần cái cổ họng Nó ngăn không cho không khí thoát ra miệng. Và hưởng nó qua ở mũi. Ví dụ như xinh xinh long long và khi phát âm âm ưng ừ, thì cảm giác là tạo ra âm thanh từ phía sau của miệng trong khi đó cái âm ngơ trong tiếng việt nó cũng là một phù âm mũi nó cũng là hữu thanh và nó tương tự như âm ưng ừ ở trong tiếng anh tuy nhiên ở trong tiếng việt cái âm ngơ nó không chỉ xuất hiện ở cuối từ mà nó còn có thể xuất hiện ở đầu từ ví dụ như người nga và trong cả hai trường hợp âm thanh nó đều được tạo ra từ phía sau của miệng